Tôi xin kính chào quý vị và các bạn, nhà Vinhome đã quay trở lại rồi đây. Và tôi, Nguyễn Cường, như thường lệ sẽ là người cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang có mặt tại đại công trường của một dự án của tập đoàn Vingroup thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, với tên gọi tạm thời là Vinhome Dream City. Dự kiến thì tên gọi này sẽ được thay đổi tại thời điểm ra mắt chính thức dự án. Được khởi công từ tháng 8 năm 2021, đến thời điểm hiện tại thì toàn bộ các công tác san lấp mặt bằng đều đã hoàn thành. Các hạng mục về cảnh quan và giao thông nội khu đang được triển khai với tiến độ rất nhanh. Nhiều phân khu biệt thự đang được thi công phần móng, thậm chí một số phân khu đang được thi công đến phần thô tầng 1 và tầng 2 rồi ạ. Trong video này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn một cái nhìn toàn cảnh về tiến độ thi công dự án, cũng như là các thông tin tổng quan về các phân khu, các loại hình phát triển tại khu đô thị Vinhome Dream City. Dự án Vinhome Dream City thì có vị trí thuộc cả hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nằm gần hai đại đô thị là Vinhome Ocean Park và Eco Park. Toàn bộ khu đất dự án Vinhome Dream City thì nằm tại giao điểm của hai trục giao thông huyết mạch là đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đường vành đai 3.5. Hiện tại thì đường vành đai 3.5 đoạn đi qua khu đô thị thì đang được triển khai thi công với tiến độ rất nhanh. Khoảng 50% chiều dài tuyến đường đã được thảm nhựa asphalt. Các khu vực còn lại và cả đường kết nối tại nút giao với đường gom song hành hai bên cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì đều đang được đổ đá cấp phối. Đường gom song hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì đã được thông xe kỹ thuật vào đầu năm nay, đảm bảo cho việc kết nối thuận tiện và nhanh chóng giữa khu vực dự án với khu vực nội thành Hà Nội. Trong tương lai, khi mà đường vành đai 3.5 hoàn thành đồng bộ toàn tuyến thì việc di chuyển hay là kết nối liên khu vực sẽ còn thuận tiện hơn rất nhiều. Với tổng diện tích đất quy hoạch lên tới gần 460 ha, mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%, phần lớn diện tích đất dự án được dành cho không gian cảnh quan cây xanh và hệ thống các tiện ích cao cấp của Vinhome. Vinhome Dream City được xây dựng để trở thành một khu đô thị vệ tinh kiểu mẫu của Hà Nội với không gian sống trong lành, tiện nghi, kết nối giao thông thuận tiện với cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Với quy mô dân số lên tới 65.000 người, khu đô thị Vinhome Dream City bao gồm hai phân khu chức năng chính, đó là khu căn hộ cao tầng với khoảng 24 tòa căn hộ và khu biệt thự thấp tầng với khoảng 13.000 căn biệt thự liên kề và shophouse. Cùng với đó là hệ thống các công viên cảnh quan, công viên tiện ích được bố trí khắp dự án. Khu cao tầng thì bao gồm 24 tòa căn hộ được chia thành hai cụm căn hộ chính. Cụm thứ nhất gồm 9 tòa căn hộ nằm dọc theo công viên trung tâm, kế cận với các phân khu biệt thự là Cọ Xanh, Hải Âu và Sao Biển. Cụm thứ hai gồm 15 tòa căn hộ nằm ôm trọn lấy hồ tạo sóng nhân tạo, tiếp giáp với phân khu biệt thự San Hô và Ngọc Trai. Với chỉ 24 tòa căn hộ nằm trên diện tích đất rất lớn, chính vì vậy mà các tòa căn hộ đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt và đẹp mắt, bao trọn toàn bộ khu biệt thự thấp tầng, các công viên cây xanh hay cả hồ tạo sóng nhân tạo. Hiện tại thì các thông tin chi tiết về cơ cấu diện tích căn hộ, thiết kế mặt bằng hay quy mô xây dựng của các tòa căn hộ thì đều chưa được công bố. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và chia sẻ tới quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Khu thấp tầng thì bao gồm 8 phân khu biệt thự là Chai Là, Ngọc Trai, San Hô, Kinh Đồ Ánh Sáng, Sao Biển, Cọ Xanh, Hải Âu và phân khu Đảo Dừa với các phong cách kiến trúc quen thuộc như kiến trúc Đông Dương, kiến trúc Hy Lạp, kiến trúc Địa Trung Hải, kiến trúc Morocco hay kiến trúc Pháp và kiến trúc Venice. Trong đó các phân khu Ngọc Trai và phân khu Đảo Dừa là các khu đóng, khép kín, có an ninh kiểm soát ra vào. Các phân khu biệt thự còn lại đều là các khu mở, không có kiểm soát an ninh ra vào. Đặc biệt thì toàn bộ các căn tại phân khu San Hô, Sao Biển và phân khu Kinh Đô Ánh Sáng đều được xây dựng theo mô hình nhà phố shophouse kết hợp hai công năng sử dụng là kinh doanh và để ở. Tất cả các phân khu biệt thự thì đều được giám sát 24/24 bằng hệ thống camera an ninh hiện đại với đội ngũ an ninh chuyên nghiệp được đào tạo bài bản của Vinhome. Với tổng số khoảng 13.000 căn, khu thấp tầng bao gồm đa dạng các loại hình phát triển là biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự tứ lập, liền kề và nhà phố shophouse. Biệt thự đơn lập thì có diện tích từ khoảng 200-465m², xây dựng từ 3-4 tầng và một tum, nằm chủ yếu tại phân khu Ngọc Trai và các vị trí góc tại các phân khu còn lại. Biệt thự song lập thì có diện tích đất từ 120-240m², xây dựng từ 3-4 tầng và một tum, có mặt tại tất cả các phân khu của dự án. Biệt thự tứ lập thì có diện tích đất khoảng 120m², xây dựng 4 tầng và một tum và chỉ có mặt tại phân khu Đảo Dừa, phân khu Hải Âu và phân khu Cọ Xanh. Liên kề thì là loại hình chiếm số lượng lớn nhất tại dự án với diện tích đất khoảng từ 48-130m², xây dựng từ 4-5 tầng và một tum, nằm rải đều khắp các phân khu biệt thự. Nhà phố shophouse thì được bố trí dọc theo các trục đường chính với đa dạng các loại hình bao gồm cả shophouse liền kề, song lập và đơn lập, có diện tích đất từ 48-400m². Đặc biệt, toàn bộ các căn thấp tầng tại phân khu San Hô, phân khu Sao Biển và phân khu Kinh Đô Ánh Sáng đều là shophouse được phép vừa kinh doanh và vừa để ở, giống như tại phân khu Hải Âu của dự án Vinhome Ocean Park. Quan sát tiến độ thực tế tại công trường thì có thể thấy rằng hiện tại là đầu tháng 4 năm 2022, chủ tư đang tập trung đẩy mạnh tiến độ các hạng mục về cảnh quan, giao thông nội khu đô thị,
Cùng với đó là hạng mục đường vành đai 3,5 đoạn đi qua dự án cũng đang được gấp rút hoàn thành. Trong các phân khu biệt thự thì có thể thấy rằng hai phân khu Trà Là và San Hô đang có tiến độ nhanh nhất. Nhiều dãy biệt thự thuộc hai phân khu đã hoàn thành đến phần thô tầng 1 và tầng 2. Các vị trí khác đa số đều đã hoàn thành xong phần móng, đang chuẩn bị thi công đến các hạng mục tiếp theo là sàn tầng 1 và cột dầm sàn tầng 2. Có lẽ rằng đây là hai phân khu biệt thự sẽ được mở bán trước, các phân khu biệt thự còn lại thì đã và đang được chuẩn bị thi công phần móng. Với mức độ xây dựng chỉ khoảng 30%, phần lớn không gian đất quy hoạch tại khu đô thị Vinhome Dream City được dành cho các công viên cây xanh, công viên tiện ích và diện tích mặt nước. Không gian cảnh quan khu đô thị thì được bố trí thành 4 phân khu công viên chính, cùng với đó là hệ thống hàng chục công viên cây xanh và công viên tiện ích được bố trí khéo léo khắp dự án, ngay trong lòng các phân khu biệt thự và ngay dưới chân các tòa căn hộ. Điểm nhấn nổi bật nhất của khu đô thị chính là tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo tầm cỡ thế giới có diện tích lên tới hơn 18 hecta với diện tích mặt biển tạo sóng gần 6 hecta, hồ nước mặn hơn 9 hecta và các tiện ích khác như là không gian bãi cát trắng, núi nhân tạo, khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời hay là nhà hàng sinh thái. Dự kiến thì dự án sẽ được ra mắt chính thức vào khoảng tháng 4 đến tháng 5 năm 2022 và phân khu được mở bán đầu tiên là phân khu biệt thự Trà Là. Phân khu Trà Là thì có diện tích khoảng 26 hecta, bao gồm gần 1.900 căn biệt thự liền kề và shop house. Hiện tại thì đây cũng là phân khu biệt thự có tiến độ thi công nhanh nhất dự án, khi cơ bản đã hoàn thành xong phần móng và đang triển khai thi công hạng mục phần thô tầng 1 và tầng 2. Vì được ra hàng đầu tiên nên dự kiến đây cũng là phân khu biệt thự có giá bán tốt nhất và nhiều chính sách ưu đãi nhất dự án. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về các loại hình sản phẩm được mở bán tại khu đô thị Vinhome Dream City trong các số phát sóng tiếp theo khi mà được chủ tư cho phép và được chia sẻ thêm nhiều thông tin hơn về dự án. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình này của nhà Vinhome. Xin hãy like, share và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.